Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách pha nước sơn của chiếc Suzuki nè. Chiếc Suzuki màu đen trắng mà hôm nay mình chia sẻ như màu đen nha. Thì màu đen thì các bạn sơn thì nó cũng dễ chứ gì được khó, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách là sơn một lần một là xong luôn, chứ không cần sơn nhiều lần nha các bạn nha. Thì sơn một lần một sẽ lên sản phẩm như thế này nha các bạn nha. Đây, một lần một đây. Thì video này mình lập chuối là chia sẻ, anh em nào muốn đam mê tìm hiểu gì đó thì vào đây xem cho vui, còn anh em mà cảm thấy hay thì anh em đăng ký kênh và chia sẻ để mình có động lực mình làm thêm những video khác tiếp theo nha các bạn nha. Thì mình nói qua cái nước sơn là như thế nào, thì muốn sơn được nước sơn như thế này mà một lần một thì nó rất là mau, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ lên cửa hàng, các bạn mua dùm cho mình là nước sơn đen của Sơn Thơm nha, nước sơn đen mà nước sơn tự bóng của hãng Ultra các bạn nha, tự bóng nha các bạn nha. Bạn nên nhớ là nước sơn đen tự bóng mà nước sơn Sơn Thơm nha. Rồi sau đó các bạn mua một cặp bóng cứng về cho mình nha, bóng cứng thì ở cửa hàng người ta sẽ bán lẻ cho các bạn nha. Nếu các bạn không sơn chuyên nghiệp thì các bạn sơn phần nào thì các bạn mua bao nhiêu thì họ sẽ bán bao nhiêu, chứ không có bắt buộc mình phải mua hết nha các bạn nha. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách là sơn một lần một, chứ không cần phải pha tóp halo nhiều lần mà mất đi công đoạn nhiều nha các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn thì cái quy trình sơn thì các bạn đã biết, thì xả và làm nền thì làm đánh ma tiết gì đó cho nó mịn màng đẹp đẽ thì xong rồi. Thì tiếp tục thì các bạn sẽ lên màu đúng không? Khi lót xong hết hoàn thiện khâu đó thì các bạn sẽ lên màu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lên màu như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách pha sơn như thế này. Đầu tiên các bạn để sơn ra. Đây, đổ sơn ra. Rồi các bạn sẽ cho vào đây. Để bóng cứng nha. Mình cho khoảng chừng 40% bóng vào đây, 40% bóng cứng vào đây. Thì tương tự như 10 phần nước sơn đen thì các bạn sẽ cho vào đây là 4% bóng cứng nha. 4% bóng cứng. Thì bóng cứng này mình xài tại cái lon này, cái lon kia mình nó hư rồi mình muốn xếp qua lon này, chứ thật sự nó không phải một cặp nha các bạn nha. Mình xài lon này nha. Thì mình xài là bóng cứng là 21 nha. Rồi sau đó là các bạn sẽ dùng cái mây, tùy theo cái mây các bạn màu như màu nào, màu sử dụng hay màu gì đó thì các bạn vô cái mây nào nha. Thì mình sơn cái này cho khách lại là mình lấy cái mây đỏ nè và cái mây dương. Mình chỉ pha một tí thôi chứ không có pha nhiều các bạn nha. Cái mây hạn chế thôi, chỉ lấy một góc thôi nha các bạn nha. Đây là màu đỏ. Đây. Một tí thôi nha các bạn nha. Và đây là cái mây dương. Cái mây dương có một tí thôi nha các bạn nha. Một tí thôi. Mình là dạng cái mây bột. Mình lấy cái mây bột bảo quản cho lâu nha các bạn nha. Còn cái mây nước thì bảo quản nó không được lâu đâu nha các bạn nha. Cho đúng là đây nước sơn nó còn bóng các bạn nha. Khi mình đã chọn thêm bóng cứng vào, chủ yếu là mình thêm bóng cứng vào cho nước sơn nó mau, khi mình bắn lên nó sẽ mau đông được thôi nha các bạn nha. Nó tăng lên độ bóng lên và nó sẽ làm cho cái độ đông với sơn mau hơn các bạn nha. Đây, rất là bóng nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ thêm xăng vào. Thêm xăng vào theo cái lượng mình vừa sơn thôi nha. Tùy theo các bạn sơn như lượng ít nhiều, theo mình thì cái độ muỗng kéo lên như thế này nè các bạn nha. Đây
nó sẽ kéo là vừa thôi các bạn nha. Rồi thì như vậy đó, thì các bạn khi làm nền xong đấy, các bạn làm nền xong sạch sẽ xong, check metis là bả làm nền sạch sẽ bóng đẹp xong, thì các bạn việc phủ lên thôi. Phủ lên thì các bạn nhớ là phủ hai lớp nha các bạn nha, một nước đầu chúng ta đi nước qua thôi, và cái nước thứ hai chúng ta mới để khoảng 5 phút sau nha các bạn nha, 5 phút sau hoặc là 3 phút gì đó tùy theo thời tiết nó nghe các bạn. Rồi lúc đó thì các bạn sẽ bắn lên lớp thứ hai và các bạn ép luôn nha, ép luôn thì nó sẽ lên bóng nha các bạn nha. Rồi thì video mình tới đây mình làm như thế này thôi để mình chia sẻ cho anh em cảm thấy hay, thì anh em đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Giờ mình chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại video sau mình sẽ làm những cái màu khác cho các bạn xem nha, chia sẻ cho các bạn rất nhiều hơn nữa nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha.